Mỹ có sẵn sàng cho cuộc chiến tranh lạnh với Trung Quốc Tác giả Patrick J. Buchanan do Khánh An chuyển dịch Với 26 triệu người thất nghiệp và rơi vào cuộc khủng hoảng mới trong thời kỳ cách ly, liệu đây là thời điểm mà để cho Hoa Kỳ chuẩn bị đối đầu và chiến tranh lạnh với Trung Quốc? Bởi vì đó dường như là điều mà đảng Cộng Hòa muốn dẫn dắt chúng ta. Theo tờ Politico cho biết, Bản ghi chú dài 57 trang của Ủy ban Thượng viện Mitch McConnell đã hướng dẫn cho các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đẩy đại dịch Corona về phía Trung Quốc, tuyên bố sẽ đứng lên chống lại Trung Quốc và chấm dứt sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào Trung Quốc. Đối thủ của chúng tôi rất mềm mỏng với Trung Quốc. Một trong những điểm chính cho biết là Trung Quốc không phải là đồng minh, họ không chỉ là đối thủ mà còn là kẻ thù và Đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ thù của chúng tôi. Thượng nghị sĩ Tom Cotton ở Arkansas đã trả lời bản ghi nhớ vào ngày Chủ nhật 26 tháng 4 2020. Cáo buộc các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn lây lan virus corona vì họ đã muốn phô diễn sức mạnh và vị thế tương đối của họ trong sự suy giảm thế giới. Thượng nghị sĩ Cotton tiếp tục, Chúng tôi đã đào tạo rất nhiều đảng viên của đảng Cộng sản Trung Quốc đó thật sự là vụ bê bối nếu sinh viên trung quốc muốn đến đây để nghiên cứu luận án của shakespeare và luật liên bang đó là điều họ phải học từ hoa kỳ họ không cần phải học từ hoa kỳ điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo tạp chí wall street liên tục xuất bản một bài xã luận vào tuần trước kêu gọi lập trường đối đầu hơn với bắc kinh và phê chuẩn kế hoạch của đảng Cộng Hòa để tăng chi tiêu quốc phòng mới cho không quân và hải quân Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương. Cotton và tạp chí Wall Street không sai khi mô tả hành vi của Trung Quốc. Bắc Kinh hiếu chiến với láng giềng và thù địch với Hoa Kỳ. Trung Quốc đã gửi sinh viên gián điệp đến học tại các trường đại học Hoa Kỳ. Với vỏ bọc của cuộc khủng hoảng virus corona Bắc Kinh đang chuẩn bị tước quyền tự do dân chủ của 7 triệu dân Hồng Kông, người hồi giáo Tân cương bị đàn áp và cưỡng áp từ bỏ văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo riêng của họ. Quân đội Trung Quốc đã đe dọa Đài Loan bằng cách gửi máy bay quân sự đến eo biển của quốc đảo này. Các tàu chiến của Trung Quốc đã quấy rối các tàu của Việt Nam, Malaysia, Philippines và Indonesia tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên toàn bộ biển Đông. Bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ tạo ra cuộc khủng hoảng Corona ở Vũ Hán vào mùa đông năm 2017. Tổng thống John F Kennedy có thể không chính xác khi nhận xét từ khủng hoảng bao gồm hai ký tự, một cho nguy hiểm và một cho cơ hội. Nhưng đây là một mô tả chính xác về hành vi của Trung Quốc kể từ khi phát tán virus Corona ra toàn thế giới. Nhưng tại sao người dân Hoa Kỳ lại tin vào đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi đấu tranh với một đế chế tàn ác liên xô khác trong 40 năm? Theo nguyên tắc đạo đức của một hành động phụ thuộc vào việc nó tiến hay trì hoãn các mục tiêu của chế độ, banh trướng, chinh phục và thống trị. Nhưng Tổng thống Ronald Reagan đã chỉ ra sự vô kỷ luật tại cuộc họp báo đầu tiên. Đảng Cộng sản bảo lưu quyền nói dối, lừa gạt và ăn cắp. Đó gần như là cách hành xử của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi tái hợp với Hoa Kỳ vào năm 1972. Cuộc tập trận tự do hàng hải của hải quân và không quân Hoa Kỳ không đủ để bảo vệ Tây Thái Bình Dương khỏi sự thống trị của Trung Quốc. Thay vào đó, tạp chí Wall Street tuyên bố rằng Hoa Kỳ có thể phải bắt đầu công nhận các tuyên bố của Việt Nam và các nước khác để cho Trung Quốc phải trả giá vì sự bành trướng Hoa Kỳ cũng nên cố gắng duy trì thảo luận quốc phòng với Rodrigo Duterte. Tạp chí Wall Street dường như ngụ ý rằng Hoa Kỳ chính thức công nhận và hỗ trợ cho yêu sách của Việt Nam trên các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông. Tại sao Hải quân Hoa Kỳ biến chúng ta thành một phần của trận chiến ở bên kia địa cầu và sẽ có nguy cơ đối đầu trên biển? Việt Nam là một quốc gia có 95 triệu dân, giống như Trung Quốc, đó cũng là nơi có Đảng Cộng sản cai trị. Philippines có hơn 7.000 hòn đảo và 100 triệu dân. Với 17.000 đến 18.000 hòn đảo, Indonesia là một quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới với dân số là 267 triệu người. Một quốc gia có chung biển đông với Trung Quốc không thể có được một hải quân để bảo vệ vùng biển của mình. Tại sao tạp chí Wall Street lại muốn Hoa Kỳ trở thành tình nguyện viên cho lực lượng bảo vệ biển đông? Tạp chí Wall Street tin rằng với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, Hoa Kỳ quan trọng hơn bao giờ hết và họ phải tin rằng sự độc lập của các quốc gia Thái Bình Dương là rất quan trọng và sẽ không bị thu hẹp. Sự độc lập và biên giới của các quốc gia này rất quan trọng đối với họ, theo tạp chí Wall Street. Nhưng tại sao đó là một điều cần thiết đối với chúng ta, đất nước Hoa Kỳ? Nơi cách địa điểm đó 8.000 dặm và ở Thái Bình Dương. Đây là chính trị của quyền lực, trong sáng và giảng đơn.